anh chị, lại lại Minh anh chị. Thì sau một thời gian công ty Minh hỗ trợ cho nhà nước làm bệnh viện dã chiến, thì hôm nay công ty đã hoạt động trở lại. Đó, thì xe đồ các cái là đã trưng bày trở lại rồi anh chị. Nó thì thông tin về thị trường cho anh chị một chút xíu là tháng 11 này, thì tới cái ngày mốc là 15 tháng 11 thì nhà nước vẫn chưa có văn bản hỗ trợ 50% các dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước, thì mới chỉ có văn bản từ văn phòng chính phủ yêu cầu các bộ ra phương án để hỗ trợ người dân cũng như doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Thì khả năng là trước bạ hỗ trợ giảm từ ngày 1 tới tháng 12 dành cho những cái xe, nếu mà không có gì thay đổi thì sẽ dành cho những cái xe sản xuất và lắp ráp trong nước, cũng giống như y chang như đợt giảm thuế ở nửa cuối năm 2020. Đó, thì quay trở lại hôm nay thì tại Suzuki, thì mặc dù nhà nước chưa có giảm thuế và nếu có giảm thuế thì sẽ không áp dụng cho những dòng xe của Suzuki. Đó, những dòng xe du lịch của Suzuki nha anh chị, tại vì những dòng xe du lịch của Suzuki thì đều được nhập khẩu từ các quốc gia Đông Nam Á khác. Ví dụ như hai dòng xe 7 chỗ này em đang có ở đây là Suzuki Ertiga và Suzuki XL7 thì được nhập khẩu tại thị trường Indonesia, và hai mẫu xe là Seat và Swift thì sẽ được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. Đó, hiện tại thì đến thời điểm hiện tại thì Suzuki không có dòng du lịch nào sản xuất và lắp ráp trong nước cả, nên sẽ không được hỗ trợ cái chương trình giảm 50% thuế trước bạ từ nhà nước. Đó, thì để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cũng như là một số anh chị kinh doanh dịch vụ muốn quay trở lại, thì bên em vẫn có một cái chương trình cực kỳ hot trong tháng này để hỗ trợ anh chị mình mua xe. Bên em sẽ hỗ trợ tối đa lên đến 100% phí trước bạ đây anh chị. Đó, để cho anh chị mình giảm bớt được một cái phần kinh tế đáng kể luôn nha anh chị. Đó, 100% phí trước bạ nó sẽ tương đương với 10% của cái giá trị xe nha anh chị. Một cái khuyến mãi mà có thể gọi là lớn nhất từ trước đến nay cho dòng xe Suzuki, và đặc biệt là dòng xe hot của Suzuki là Suzuki XL7. Đó, thì hiện tại ở đại lý Minh có sẵn cho anh chị mình Ertiga trắng đỏ giao ngay. Đó, các màu khác thì em sẽ giao trong cuối tháng này hoặc là trong tháng 12. Rồi, với XL7 thì bên em sẽ có trắng, đen và cam giao cho anh chị với cái khuyến mãi khủng lên đến 100% trước bạ. Đó, thì giá lăn bánh của xe Suzuki XL7 nó sau khi mà hưởng cái chương trình ưu đãi bên em Minh, nó sẽ lăn bánh ở tỉnh tròm trèm khoảng hơn 600 triệu chút xíu nha anh chị. Đó, còn với Ertiga thì nếu mà ở Ertiga số sàn thì nó sẽ chênh lệch giá lăn bánh ở tỉnh so với XL7 khoảng 100 triệu. Đó, và với Ertiga Sport nó sẽ chênh lệch với XL7 khoảng 40 triệu nha anh chị. 35-40 triệu. Đó, thì đây là một cái chương trình khuyến mãi mà cực kỳ hấp dẫn và nó có thể gọi là sâu nhất từ trước đến nay đối với các dòng xe của Suzuki. Đó, thì anh chị nào mà mình muốn mua xe được giá tốt thì hãy liên hệ anh Minh ngay bây giờ. Đó, để chúng ta tiến hành đặt cọc làm thủ tục ngân hàng cũng như là thanh toán trong tháng 11 này nha anh chị, để mà được hưởng cái chương trình này. Đó, chương trình này mặc dù nhà nước vẫn chưa áp dụng cho những cái dòng xe khác, nhưng mà ở Suzuki và tại Suzuki Đồng Hiệp Long An của anh Minh thì đã áp dụng. Anh chị nào quan tâm đến xe thì anh chị vui lòng comment hoặc là liên hệ số điện thoại mình để trên Zalo để mình có thể báo giá và tư vấn rõ ràng, cụ thể và sớm giao xe đến anh chị. Rồi, em chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong video sau.